Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 6 giờ 30 phút chiều của ngày thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2023 và khoảng 18 giờ 30 phút xin đưa với các bác. Vào chiều nay thì thật sự đó là một cái tin có thể nói rằng là rất là gây sốc. Gây sốc một trong những gọi là biểu tượng phi chính thức của văn hóa Việt trong cái thời kỳ 10 năm, đó là cô người mẫu Ngọc Trinh thì đã bị bắt. Thế nhưng mà xoay quanh cái việc này thì thật sự là rất còn nhiều điều rất đáng ngờ, xin thưa các bác mọi người. Tôi rất là ngỡ ngàng, thật sự tôi va chạm vào pháp luật cũng rất là nhiều. Thế nhưng mà tôi rất là ngỡ ngàng khi mà nghe cái tin là người mẫu Ngọc Trinh thì bị bắt. Thật sự các bác như thế. Bởi vì rất nhiều những cái thứ mà chúng ta nghĩ rằng có đáng hay không thì tôi phải thừa nhận với các bác ở trên trang Facebook của mình. Đó là thật sự, đó là không đáng. Không đáng. Chúng ta hãy thử xem qua một cái bài viết của trên báo, một cái thông tin chính thức từ bên bên báo Tuổi Trẻ để chúng ta thấy rằng là người cái thông tin bắt như thế này là như thế nào. Tôi được ví dụ thế này, đây là một bài ở trên cái trang chủ của báo Tuổi Trẻ. Thông tin người mẫu Ngọc Trinh bị bắt thì đã được đưa lên trên trang chủ và cái vị trí có thể nói rằng là rất là bắt mắt, với thông tin rằng là Công an thành phố Hồ Chí Minh thì đã bắt tạm giam Ngọc Trinh. Và ở đây á, chúng ta nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy rằng là đây là hình ảnh của Ngọc Trinh khi mà phải ký cái lệnh như thế này đó. Đó, và bên dưới thì các bác có thể thấy rằng là còn có cả một anh Trần Xuân Đông. Và ở đây thì nguyên đoạn thế này: Công an thành phố Hồ Chí Minh thì đã ra quyết định là khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ tại quận 7 về tội là gây rối trật tự công cộng. Và đã quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng nhé, và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can đối với Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, quận 7 về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Đồng thời cũng ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ tại quận 4 về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng. Cũng như Ngọc Trinh, nhưng anh này thì chỉ bị gọi là cấm đi khỏi nơi cư trú thôi chứ không bị bắt tạm giam. Đó. Theo điều 314 và 318 Bộ luật hình sự. Ngọc Trinh thì bị bắt là tại điều 318 Bộ luật hình sự, thì chúng ta có thể search, chúng ta sẽ thấy rằng là điều 318 Bộ luật hình sự là người nào gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh toàn xã hội thì bị phạt 5 triệu đồng cho đến 50 triệu đồng, và phạt cải tạo không giam giữ từ 2 năm cho đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Đây là tội gây rối trật tự công cộng và ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự. Và xin thưa với các bác rằng là chúng ta thử nhìn lại thì Ngọc Trinh chỉ bị tội gây rối trật tự công cộng thôi, còn anh Trần Xuân Đông này thì là bị hai tội là tại điều 314 và 318. Viện kiểm sát thì đã phê chuẩn cái quyết định này. Đó, có lệnh trên này. Và cái vấn đề ở chỗ là như thế này: Ngọc Trinh thì đã bị lập biên bản hành vi vi phạm. Thì tại trước đó, tại buổi làm việc với cảnh sát giao thông thì Ngọc Trinh đã thừa nhận các hành vi phạm liên quan tới cái clip mà ở trên này. Đó, coi thế này. Đó, anh là Ngọc Trinh ở trên xe phân khối lớn. Đã lập biên bản về các lỗi. Thứ nhất là điều khiển xe là che lấp biển số sẽ bị phạt từ 800 đến 1 triệu đồng. Không có giấy đăng ký xe là phạt từ 800 đến 1 triệu đồng. Không có giấy phép lái xe A2 là phạt từ 4 đến 5 triệu đồng. Và tạm giữ xe vi phạm vào 7 ngày. Cái điều mà tôi cảm thấy kỳ lạ đó chính là cái việc mà đối với anh Trần Xuân Đông, anh có thể sở hữu con xe kia thì anh có thể nói rằng là làm giả giấy tờ tài liệu. Thế nhưng mà Ngọc Trinh thì bị truy tố theo cái điều là gây rối trật tự công cộng. Thế nhưng cái vấn đề ở chỗ là Ngọc Trinh trước đó đã bị, theo báo Tuổi Trẻ thì đã bị xử phạt vi phạm hành chính rồi. Tức là khi những cái gì mà đã thuộc vi phạm hành chính thì người ta sẽ không xử lý hình sự. Thế nhưng mà tại sao Ngọc Trinh thì vẫn xử lý hình sự?
Và đây là một cái mà tôi cảm thấy rằng là vô cùng đáng ngờ vực. Thật sự các bác, tôi thấy là không đáng. Chúng ta làm việc thì theo hiến pháp pháp luật, không phải là yêu hay ghét. Tôi chả thích thì cô Ngọc Trinh này cả, cũng chưa bao giờ gặp cô này. Và thậm chí những ngày trước thì có nhiều người nói rằng là phải mời Ngọc Trinh vào những cái buổi mà tôi làm event. Thế nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi mời cô Ngọc Trinh này. Nhiều khi mời Đàm Vĩnh Hưng thì vẫn phải mời. Thế nhưng mà mời Ngọc Trinh này thì thật sự rằng là tôi chưa bao giờ tôi mời. Cô này thì nổi tiếng với cái câu rằng là không có tiền để cặp đất mà ăn và đủ thứ chiêu trò. Mình không hứng thú gì cô này cả. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ rằng là nếu mà vi phạm theo cái kiểu mà bị bắt tạm giam với vi phạm luật hình sự thì tôi nghĩ rằng là không đáng. Bởi vì tôi nhìn qua thì rất nhiều người đáng bị như thế hơn. Thứ nhất là những cái anh chàng mà thông chốt, các bác có thể thấy rất nhiều clip ở trên mạng. Và đặc biệt rằng là tôi rất là thương công an thành phố, nghĩa là công an của tỉnh Sóc Trăng. Các bác là nhớ là gọi là đánh cái người mà vi phạm giao thông đấy. Người ta đuổi thông chốt, quay ngược lại, chạy 30 km, cảnh sát đuổi theo người ta ức chế. Thế mà cuối cùng là mấy cảnh sát đó thì bị xử lý kỷ luật. Còn mấy người kia thì chả ăn thua. Lúc đó thì rất nhiều phóng viên báo giới rằng là định về để phỏng vấn một cái nghĩ rằng một tấm gương về người nghèo nọ kia vân vân để mà câu view câu like. Nhưng về thì mới phát hiện ra rằng là anh này, cái thằng cha này gọi là chuyên đi thông chốt và nổi tiếng ở trong cái hội đua xe. Những hành vi thế của những cái cậu chàng như thế và thậm chí còn gây nguy hiểm. Như kiểu là thông chốt 141 thì trước đây đã đâm vào một người bạn tôi và suýt nữa thì bạn này là bị sảy thai. Thế nhưng hành vi như vậy thì lại không bị xử lý hình sự mặc dù nó vô cùng nguy hiểm. Còn cô Ngọc Trinh này thật sự với một clip, nếu mà tôi cho rằng là chỉ vì một cái clip mà cô này mà biểu diễn trên xe phân khối lớn, mà cô biểu diễn ở nơi không có người, tức là cái đường này nó chưa phải đường giao thông chính thức, nó ở trong cái khu đô thị Thủ Thiêm và chưa bàn giao với cư dân, thì thật sự nó rất là đáng buồn. Cũng không ảnh hưởng tới ai cả. Thế nhưng mà tại sao lại khởi tố cô này? Tự dưng nó làm tôi liên tưởng cái rằng là ai rồi cũng có thể bị bắt. Và bị bắt vì những cái tội nó rất là vớ vẩn. Và nó mang nặng cái tính, năng nặng cái tính gọi rằng là chủ quan duy ý chí của một vài người nào đó. Thật sự với các bác là như vậy. Nếu mà chúng ta không làm rõ tội trạng của cô này để mà một cách thuyết phục, mà gọi là tâm phục, khẩu phục, thì cái tội của cô Ngọc Trinh này so với nhiều người khác thì không đáng. Bao nhiêu cậu chàng thông chốt ngoài kia có bị xử lý đâu. Đúng không? Đấy là chưa kể với các bác rằng là cô này đã bị xử lý hành chính rồi thì về mặt nguyên tắc thì sẽ không bị xử lý hình sự. Một lỗi không thể phạt hai lần. Đó, không thể phạt hai lần. Chưa kể rằng là các bác thể thấy rằng là rất nhiều vị quan tham thì bị dơ cao đánh khẽ. Nhận tiền đến hàng tỷ đồng như là bí thư Nguyễn Văn Vịnh, như bí thư Nguyễn Văn Vịnh của Lào Cai, cựu bí thư. Hay là ông cựu chủ tịch thành phố Hà Nội là ông Trung Ngọc Anh nhận hàng tỷ đồng, về mặt nguyên tắc thì đấy là nhận hối lộ. Thế mà cuối cùng là chỉ cho rằng đấy để nhận quà cảm ơn. Dư luận bức xúc những cái chuyện đó thì không thấy các bác xử lý, mà đi xử lý một cái kiểu rằng là cảm thấy rất là mù mờ. Ở đây không phải là bởi vì tôi quý Ngọc Trinh vì cô này xinh hay cô này nọ kia. Rất, tôi cho rằng là rất nhiều người sẽ vào cung kích tôi cái kiểu như thế. Cái vấn đề là phải phân tích rõ ràng là vi phạm như thế nào, đến mức xử lý hình sự như thế nào. Thì đó mới là cái mà chúng ta cần phân tích trong cái trường hợp của Ngọc Trinh như thế này. Tôi không ngại ngần mà tôi chia sẻ với các bác điều này. Bởi vì nếu như vẫn còn những cái trường hợp như Ngọc Trinh, vẫn như trường hợp như là một số người khác, thì đúng là ai cũng có thể bị bắt từ những cái lỗi rất là nhỏ. Tức là hình sự hóa các quan hệ vi phạm hành chính, thuộc diện vi phạm hành chính. Đúng không ạ? Cho nên tôi nghĩ rằng là cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh hay rằng là một số người khác hãy thử suy nghĩ lại cái việc này xem. Và những người làm luật thử suy nghĩ việc này xem. Ngọc Trinh đã bị lập biên bản vi phạm rồi, tại sao lại vẫn còn truy tố? Đó. Chưa kể là những cái lỗi này của cô này thì cô này đã phải rất là cẩn trọng. Rất là cẩn trọng trong cái việc mà không đi, không tập ở ngoài khu đường có người đi lại, mà phải chui vào cái khu đô thị hoang vắng không người ở. Đúng không? Sắp tới tuần sau nó có một cái nó gọi là VOC, tức là Việt Nam Off-Road Club, tức là những người chơi off-road, thì được tổ chức ở trong một cái khu, ở khu gọi rằng là gọi là cái gì nhỉ, dân tộc của tôi quên mất tên hết rồi, khu gọi là dân tộc cách Hà Nội khoảng 50 cây. Tất cả những cái xe ở đó hầu như là vi phạm từ cái việc mà
trừ những cái xe nguyên bản thì tất cả đều được độ approach và vân vân các thứ nữa. Thế vậy lúc họ đi tới đó thì họ phải đi qua cái đường dân sinh, cái là đường quốc lộ, thì liệu rằng họ bị bắt không, đúng không, bị xử lý không? Rất nhiều cái thứ như thế. Cho nên tôi cho rằng là ở đây chúng ta cần phải xem xét lại vấn đề tới mức độ nào bị bắt. Tôi chả thích và tôi cũng chưa bao giờ tôi quen, chưa bao giờ tôi gặp cái Ngọc Trinh này. Thế nhưng mà thật sự khi tôi đọc cái tin mà Ngọc Trinh bị bắt thì tôi hơi bị sững sờ. Hơi bị sững sờ. Bởi vì lý do, đúng không ạ? Đây là đôi điều chia sẻ cho các mọi người đó. Với các bác nghĩ thế nào? Chúc các bác một ngày tốt lành.